Linh cảnh hành giả chương 827, Chày phục ma, một Khương tinh vệ ngã ngồi dưới đất, cúi đầu nhìn chầm chầm ngực mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc cùng mờ mịt, lại có một loại bừng bừng hứng thú, thể nghiệm được người trưởng thành. Cô tự như cảm thấy rất thú vị. Rio Asano ngồi bệt dưới đất, xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, trong miệng ồn ào, đáng ghét, biến thái. Các loại từ ngữ Trường hợp đại loạn Trương Nguyên Thanh ghé vào trên lưng quan nhã, cúi đầu, thấy ngực mình không ngừng căng lên mang khoảng cách của hắn cùng quan nhã chống đỡ càng lúc càng xa dưới da giống như có cái gì đang nhanh chóng bành trướng hắn không biết đó là cái gì điều duy nhất khẳng định là tuyệt đối không phải mở cái này con mẹ nó là cách gờ nhỉ về sau mình cũng có vốn liếng coi thường phụ nữ rồi tuy hắn cũng hiểu cảm thấy rất vớ vẩn nhưng thân là lãnh tụ trương nguyên thanh cho rằng bây giờ không phải thời điểm hoài nghi cuộc đời tâm tình hắn ngân trọng vỗ bả vai quan nhã một phát nói, thả, thả tôi xuống. Lão tài xế vốn đã là cường giả cấp ép, không thể gia tăng gánh nặng của cô ấy nữa. Quan nhã ngồi xổm xuống, đặt hắn ở ven đường. Chị, không sao. Trương Nguyên Thanh lúc này mới chú ý tới, ngực quan nhã căn bản chưa bành trướng, vẫn là độ no đủ cảnh đẹp ý vui kia của bản đầu. Quan nhã liếc ngực Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, mặt căng lên, gật gật đầu, có chút hoang mang nói, chị hình như không có việc gì vì sao cô ấy sẽ không có việc gì, chung quy không thể là ngực quá hót, tới bình cảnh cho nên không thể tăng lên chứ. Trương Nguyên Thanh sâu sắc ý thức được, giải được nguyên nhân ngực quan nhã không có biến hóa, có lẽ có thể giải quyết tình huống mọi người trước mắt gặp được. So với người khác, quan Nhã có gì đặc thù? Khẳng định không phải nghề nghiệp, trong đội ngũ thám báo rất nhiều. Nguyên nhân đạo cụ Trương Nguyên Thanh liếc qua quan nhã giáp may mặt ở ngực, giật mình, chị quan nhã, chị cởi giáp mây ra thử xem. Không. Quan Nhã chính nghĩa nghiêm khắc từ chối, cậu là cảm thấy ngực của chị còn chưa đủ lớn sao? Nói xong, cô vội vàng miếng môi, bộ dáng cố gắng nhịn cười. Chị có phải rất muốn cười hay không? Trương Nguyên thanh mặt không biểu cảm nhìn cô. Quan Nhã quay mặt sang một bên, nhưng vẫn không nhịn xuống, phốc. Một tiếng cười ra. Xin lỗi xin lỗi, chị biết không nên, không thích hợp, nhưng không kiềm chế được. Ha ha, ha ha ha. Đáng tiếc trong phó bản không có điện thoại di động, ha ha. Khụ khụ, chị cảm thấy, có thể là công năng phòng ngự của bộ trang bị có hiệu lực. Mặc kệ ngực mọi người vì sao to lên, không hề nghi ngờ, đây đều là một loại công kích đến từ bên ngoài. Cô gái thối này. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, để cảm xúc của mình bình tĩnh lại, cố gắng suy nghĩ tình huống đột phát trước mắt. Quan Nhã nói không sai, nguyên nhân bộ ngực bành trướng, là một loại công kích đến từ bên ngoài, hơn nữa có liên quan với rừng rậm phồn thực. Có lẽ là nguyền rủa. Nói đi cũng phải nói lại, theo bộ ngực phình to, cảm giác tê ngứa nhạt đi, thay thế vào đó là đau đớn, đau đớn như kim đâm. Đồng thời kèm theo cảm giác mệt mỏi mãnh liệt, làm người ta buồn ngủ, không khỏe trên thân thể cũng làm hắn không thể bình tĩnh suy nghĩ. Lúc này, tiểu tiên nữ núi ngô lan bộ ngực bành trướng trước hết, khí tức suy yếu kêu lên là, là bào tử chúng ta bị bào tử ký sinh rồi. Thân là một yêu, sau khi trải qua sợ hãi ngắn ngủi, cô phát hiện theo bộ ngực bành trướng, còn có từng luồng khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Sở dĩ cảm thấy suy yếu mỏi mệt là vì tinh huyết bị bào tử rút ra. Giải quyết như thế nào, giải quyết như thế nào? Một yêu các người có thể hỗ trợ loại trừ bào tử không? Đội viên bên cạnh mồm năm miệng 10 kêu lên. Không thể loại trừ. Cậu bé bán diêm cũng bởi vì bộ ngực bành trướng, không thể đứng thẳng kêu lên, một yêu chúng tôi chỉ có thể tranh đoạt sinh mệnh lực với chúng nó. Tôi cảm giác bộ ngực sắp vỡ rồi. Một nữ thổ quái kêu lên. Vừa dứt lời, bộ ngực bành trướng của cô xì. Một tiếng, quả nhiên nổ tung, quần áo vỡ tan, ngực phun ra từng làn sương xám xịt. Ngay sau đó, khuôn mặt vị thổ quái này mọc ra từng bụi nấm, dưới làn da chui ra rêu xanh nhạt, dương sĩ màu xanh, linh chi xếp tầng dây leo vạn vẹo. Ngắn ngủn mười mấy giây, cả người cô đã bị thực vật bao trùm. Cứu, cứu tôi. Cô chưa lập tức chết đi, trong thực vật dày đặc, truyền ra tiếng cầu cứu suy yếu. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người phát lạnh, như thấy được kết cục của mình. Đệt. Hỏa sư bên cạnh như bị kích thích, nắm ngược dao găm, hung hăng đâm vào bộ ngực phồng lên, ầm. Một tiếng, bộ ngực hắn nổ tung, bắn ra khí thể xám xịt sau đó treo nấm dương sĩ điên cùng nảy sinh ở trên người hắn rễ cây đâm vào làn da cướp lấy chất dinh dưỡng trương nguyên thanh quát đừng bốc đồng đừng lỗ mãn hắn chủ yếu là cảnh cáo hỏa sư người khác nhìn thấy một màn này quả quyết là không dám hành động thiếu suy nghĩ thì ra rừng rậm phồn thực là ý tứ này không phải kích thích động vật tiến vào nơi đây tiến hành sinh sôi nảy nở mà là thực vật cắn nuốt máu thịt vật còn sống sinh sôi nảy nở bào tử quá nữa là thông qua không khí bị chúng ta hít vào trong cơ thể, cho nên, mình vừa rồi là thật sự động dục, mới có thể cảm thấy trên người quan nhã rất thơm. Trương Nguyên Thanh cảm giác ngực mình lại bành trướng vài phần, sắp đạt đến cực hạn. Lúc này, hắn thấy bộ ngực thiên hạ quy hỏa, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bẹp xuống, từ bên bờ vực nổ tung bành trướng, giảm bớt đến cấp dê. Thiên hạ quy hỏa thở vào, cao giọng nói. Tập trung linh lực hóa thuộc tính đến ngực, có thể tiêu diệt hoạt tính của bào tử. Nghe vậy, các hỏa sư ùng ùng noi theo, ngực bành trướng như bóng bay quả nhiên xẹp xuống. Mà các thủy quỷ thì đạt được dẫn dắt, ăn ý lấy ra vũ khí. Hoặc chém hoặc đầm công kích bộ ngực. Phốc chốc liên thanh, ngực bọn họ chưa nổ tung, mà là kích phát bị động, hóa thành dòng nước trong suốt. Trong dòng nước rõ ràng có thể thấy được bào tử dạng hạt xám xịt. Không được, vẫn là không được. Mà sau khi thân thể khôi phục, ngực vẫn bành trướng trước sau như một trừ phi từ bỏ bộ phận hóa thành nước nhưng vấn đề là xung quanh không có hồ nước sông bỏ qua bộ phận thân thể này bọn họ không thể bổ sung cho bản thân tương đương tự cắt một ngực chỉ còn đường chết một bên khác các hỏa sư ngực vừa bẹp xuống lại bắt đầu bành trướng hẳn lên nhưng tốc độ rõ ràng chậm đi thiên hạ quy hỏa trầm giọng nói không được lập tức rời khỏi nơi này nhìn từ trước mắt một yêu là duy nhất có thể hữu hiệu ngăn chặn bào tử sinh trưởng, hỏa sư đứng sau, thủy quỷ nếu có thể thu thập được đủ nước, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản bào tử ký sinh. Mà thổ quái và thám báo nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đặc biệt người trước, ngũ hành thổ sinh một, bào tử ở trong thân thể thổ quái thu hoạch chất dinh dưỡng lớn nhất. Mắt Trương Nguyên Thanh có thể nhìn thấu bóng tối, đảo qua mọi người, rõ ràng thấy các mục yêu, đã kẻ có xúc động vứt lại trên bạn, thoát đi nơi đây. Hỏa sư cũng thế. Thủy quỷ và thổ quái vẻ mặt tuyệt vọng. Không được, phải nghĩ cách, bằng không lòng người sớm hay muộn sụp đổ ở trong khủng hoảng. Trương Nguyên Thanh vội hỏi, Thiên hạ Quy Hỏa, hỏa sư các người có thể hỗ trợ ngăn chặn hoặc tính bào tử hay không? Thiên hạ Quy Hỏa lắc đầu, linh lực hóa thuộc tính là không thể khống chế nhất, cùng lúc giết chết bào tử cũng sẽ giết chết các người, hơn nữa, các người sẽ chết càng nhanh hơn bởi vì bào tử so với cơ thể máu thịt chịu lửa tốt hơn. Uống rượu độc giải khác mà thôi. Trương Nguyên thanh trầm mặt, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hắn mặc dù có pháp bào âm dương, có được kỹ năng khống chế nước cùng khống chế lửa, nhưng năng lực là đạo cụ giao cho, không phải đến từ thân thể hắn. Hắn là không có lực lượng hóa thuộc tính. Thần dạ du sinh mệnh lực mạnh mẽ, trái lại có thể chống đỡ lâu hơn một chút so với nghề nghiệp bình thường, nhưng cũng rất nguy hiểm. Mở ra pháp trận âm dương có thể tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng cũng thuộc về kế tạm thích ứng, không thể hoàn toàn giải quyết. Có biện pháp nào đã có thể bóp chết hoặc tính bào tử, lại không thương tổn thân thể? Ví dụ như, lửa có thể khống chế. Trương Nguyên Thanh nghĩ tới một món đạo cụ lâu rồi chưa từng sử dụng, chày phục ma. Chày phục ma ẩn chứa nhật chi thần lực. Hiệu quả tịnh hóa của chày phục ma đối với bút tiêu cực có khắc chế rất mạnh, đối với tình huống loại cổ độc xâm nhập cơ thể hiệu quả hơi thấp, nhưng mà, sử dụng chày phục ma, có thể đưa tới lão mở hay không? Ý nghĩ này hiện lên ở trong đầu Trương Nguyên Thanh, sau đó, hắn lấy ra chày phục ma. Hắn làm ra lựa chọn như vậy, là hai nguyên nhân cho hắn dũng khí. Một là quỷ tân nương từng nói thái độ của lão mỏ đối với hắn, tức giận có những sát tâm không lớn. Nếu lão mẻ thật sự buông xuống phó bản giết chóc, cùng lắm thì dùng ra tuyệt kỹ độc môn, cúi đầu lạy lục ngoan ngoãn dân đạo cụ lên hai là nơi này không phải phó bản bình thường mà là phó bản giết chóc phó bản giết chóc khác với phó bản bình thường mục đích tồn tại của nó là sàng chọn ra người nổi bật trong các giai đoạn cùng cung cấp cơ hội chuyển chức ý nghĩa tương đối quan trọng dựa theo logic bình thường phó bản trình độ quan trọng càng cao cấp bậc mã hóa cũng càng mạnh linh cảnh sẽ cho phép một bóp quá mức cường đại quấy nhiễu phó bản giết chóc sao Trương Nguyên Thanh cảm thấy, lão mỏ quá nữa không vào được. Đã quá nữa không vào được, mà tiến vào cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, vậy vì sao không dùng chứ? Chạy đồng thao nặng trịch vào tay, hắn không chút do dự đâm một phát về phía đùi. Máu tươi hóa thành từng sợi tơ, hù vào trong chạy phục ma, ánh sáng vàng hiển hách chật bùng nổ, bài trừ bóng tối, khiến cây cối xung quanh nhuộm lên một tầng vàng rực. Cả người Trương Nguyên Thanh nóng lên, trong mắt hướng ra bên ngoài trào ra ánh vàng sáng ngời. Sau đó, hắn cảm giác ngực sắp căng lên xé rách áo thun nhanh chóng khô quắc, giảm bớt đến kích cỡ cấp B của phụ nữ, biến thành hai khối thịt cứng trắng gồ lên. Quả nhiên hữu dụng, nhưng lại không thể hoàn toàn tiêu diệt bào tử. Trương Nguyên Thanh bật người lên, tất cao giọng nói, tôi đã tìm được biện pháp giảm bớt. Ở dưới mọi người kinh ngạc, bất ngờ nhìn chăm chú, hắn đeo bộ ngực nhìn không quá đầy đặn, đi về phía đồng đội, cho mỗi người một phát. Từng luồng ánh sáng vàng chói lòa bùng nổ. Tắt đi, từng đôi mắt trào ra ngoài ánh sáng vàng rực, tiếp đó ngưng tụ rút lui. Rất nhanh, mọi người đều khôi phục năng lực hành động. Triều nữ thổ quái kia từ đầu nổ tung. Kia đã tử vong, vị hỏa sư thứ hai chủ động nổ ngực còn sống, cũng đạt được trị liệu. Nhật chi thần lực đốt dứt đại bộ phận thực vật ngoài thân hắn. Nhỏ rồi, nhỏ rồi. Các hỏa sư cảm kích hận không thể cúi đầu bái lại. Đa tạ Mẫu đơn tiên tử ôm bộ ngực quy mô vẫn không nhỏ, cắn môi, mắt liêm diêm như sợi tơ. Cô phải ôm, bởi vì vừa rồi ảnh trướng, khiến đai nội y đức, dẫn tới nội y rơi ra, quần áo mùa hè mỏng manh, nếu không ôm, sẽ quá lộ liễu. Người khác nhau nhau cảm ơn. Trương Nguyên Thanh như trút được gánh nặng thu hồi chày phục ma, đè tay xuống, nói to, thời gian tịnh hóa có hạn, khi mọi người cảm giác ngực đều một lần nữa căng lên, phải kịp thời nói với tôi. Bây giờ mau rời khỏi nơi đây. Nghe vậy, các đội viên rùng mình một cái, lập tức chỉnh lại đội hình, một lần nữa tiến lên. 30 phút sau, trải qua bốn lượt tịnh hóa, mất máu nhẹ, bên tai hành giả chính phủ truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, đinh. Các ngươi thành công xuyên qua rừng rậm phồn thực, thưởng 10 điểm. Mọi người đều rất vui vẻ, không, suýt nữa vui quá mà khóc. Nhớ lại tình hình nửa giờ qua, bộ ngực không ngừng bành trướng, không ngừng khô quắt quả thực là một cơn ác mộng. Cái này so với trực diện bóp cường đại còn khiến người ta bị thương hơn. Hả? Không có đạo cụ thưởng. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, sau đó nghe thấy quan nha vui sướng hài lòng nói, thưởng cho chị một vật phẩm tiêu hao, bào tử điên cùng sinh sôi nảy nở. Vì sao thưởng cho chị ấy, cô gái này rõ ràng chưa làm gì, cơ chế thưởng là sau khi xuyên qua rừng rậm phùng thực, ai sinh mệnh lực tràn đầy nhất, người đó là MVP. Trương Nguyên Thanh vội nói, thuộc tính gì, cho tôi xem một chút. Quan Nhã mở ra ô vật phẩm, xuề bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một vốt bột phấn màu xám. Trương Nguyên Thanh theo bản năng lui về phía sau một bước, hít sâu một hơi, ngón tay chỉ vào đống phấn. Tên, bào tử điên cuồng sinh sôi nảy nở. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Công năng sinh sôi nảy nở. Giới thiệu, bào tử điên cuồng sinh sôi nảy nở, một loại thảm thực vật yêu loại, thường ký túc trong cơ thể sinh vật, hấp thụ chất dinh dưỡng của ký chủ sinh trưởng. Có thể thông qua đường hô hấp, làn da các loại phương thức ký sinh. Ghi chú 1, nó chỉ là muốn sinh sôi nảy nở, nó có gì sai. Ghi chú 2, bởi vì là vật phẩm tiêu hao, cho nên nó không có trả giá. Tiếp xúc làn da cũng sẽ ký sinh. Cái này ý nghĩa đại bộ phận năng lực phòng ngự đều vô dụng, trừ phi giống quan nhã, có một bộ trang bị cường đại. Trương Nguyên Thanh vui vẻ, có món đồ chơi này, có thể khiến bọn nghề nghiệp tà ác lại nếm thử mùi vị bộ ngực to lên. Bên mình có chày phục ma, có thể áp chế bào tử ký sinh. Chúng ta đã sắp thoát ly mê cung rừng rậm. Bạch hổ vạn tuế phụ trách báo cáo tuyến đường, giọng điệu không có vui vẻ, ngược lại mang theo sầu lo, nói, tôi nhớ rõ là bộ phận tuyến đường cuối cùng, phía sau tôi còn có ba người. Dựa theo quy luật trước mắt, đại khái còn 40 phút mới có thể xuyên qua mê cung rừng rậm. Như vậy, Chúng ta ít nhất còn có thể gặp phải một lần nguy cơ, nguy cơ gần cửa ra. Đoạn lời này khiến các hành giả vừa mới vui sướng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, tâm tình nặng nề. Nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng sắp ra ngoài rồi. Trương Nguyên Thanh nói. Các đồng đội lúc này mới phấn chấn hẳn lên. Sau khi tiến lên 10 phút, bọn họ bôn ba ở đường mòn rừng rậm tối tăm, lại nghe thấy tiếng nhắc nhở nhiệm vụ, đinh. Ngài đã tiến vào rừng rậm di động xin lưu ý quan sát xung quanh, nhanh chóng rời khỏi. Trong vũ trụ, thâm thúy cao xa, vô số chấm nhỏ tạo thành tinh hà lấp lánh. Ở lúc đại bộ phận chúa tể đều chú ý các thánh giả chiến đấu, một vị trưởng lão linh nẵng hội rút thời gian theo dõi phó bản giết chóc siêu phàm cảnh khẽ ồ một tiếng, kế tiếp lộ vẻ mặt chấn động, trong bọn nhỏ siêu phàm, có người nắm giữ lực lượng của Nhật Du Thần. Câu này dẫn tới các chúa tể, bao gồm nữ nguyên soái mang ánh mắt hướng về phía rừng rậm nguyên thủy. Ánh mắt bọn họ xuyên thấu tầng tầng tán cây trồng chất, nhìn chăm chú vào nơi nào đó. Nữ nguyên soái âm sắc dễ nghe hỏi, trong tay nguyên thủy thiên tôn là đạo cụ gì? Teddy bên cạnh đáp lại, vật nọ hắn từ trong miếu tam đạo sơn nương nương lấy được. Tôi ở trong báo cáo viết rất rõ ràng mà, ngài lại không đọc đúng không? Trong lòng cẩu trưởng lão lẩm bẩm một câu. Tiếp theo, hắn liền thấy nữ nguyên soái mái tóc trắng ánh mắt trong trẻo thâm thúy trông lại, thản nhiên nói, tôi quả thật chưa đọc. Cậu trưởng lão Ở trước mặt lão đại thám báo, cho dù bạn mặt không biểu cảm, cô ấy cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ của bạn. Đột nhiên, nữ nguyên soái thiên vương sợ hãi, hội trưởng, giáo chủ, bốn vị trí cường giả đồng loạt quay đầu, nhìn về phía nơi nào đó của tinh không sâu thẳm. Nơi đó, đang có một luồng ánh sáng màu vàng gào thét lao đến, tựa như sao băng ánh sáng màu vàng gào thét lao đến giống như sao băng các chúa tể tập trung tinh thần nhìn lại mắt hơi đau đớn giống như nhìn thẳng mặt trời chói chang căn nguyên của luồng ánh sáng vàng kia là một vị thần nữ dung mạo tuyệt đẹp ngũ quan của cô tinh xảo tuyệt luân không bắt bẻ được tì vết nào nhưng đối với người địa vị cao ở đây mà nói cô khí chất tựa như tiên giới thần nữ khí tức cô mênh mông tịnh hóa tất cả mới là căn bản làm người ta kiên kỵ cùng liếc nhìn khi tới gần hai chấm nhỏ do phó bản dết chốc biến thành vị thần nữ khí chất cao ngạo lạnh lùng thanh lịch kia chợt tạm dừng vù phía sau cô tầng tầng lớp lớp ánh sáng vàng như thủy triều dân trào tiến lên nhấc lên làng váy mái tóc đen của cô mang theo quán tính lao về phía những người địa vị cao ở đây thật sự là khí tức làm người ta chán ghét hư vô giáo phái giáo chủ nam phái nhẹ nhàng vung tay lên ánh sáng vàng hướng tới mọi người mãnh liệt ập đến kia giống như va vào trên bức tường vô hình cuốn ngược lại sau đó trở về trong cơ thể cô gái cổ trang tam đạo sơn nương nương đánh giá mọi người ở đây con người đen nhánh linh động hóa thành con người vàng rực cô lần lượt đảo qua đợi sau khi thấy rõ cấp bậc của bọn họ nhìn xuống nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú đều là nhân vật cấp giáo chủ ba nhân tiên trong truyền thuyết quả nhiên sau khi thiên địa chi lực sống lại đương thời đã có thể thay ngén tu hành giả cảnh giới nhân tiên giọng của cô lạnh nhạt dễ nghe lộ ra kỳ ảo không dính khói lửa nhân gian cẩu trưởng lão chăm chú nhìn cô gái ngự trên hào quang màu vàng giật mình bật thốt lên nói tam đạo sơn nương nương hắn từng nghe tôn trưởng lão đề cập đặc thù tướng mạo của nương nương miếu sơn thần dùng lời của tôn trưởng lão để nói cô nàng đó con mẹ nó xinh đẹp như tiên tử trong tranh chỉ là tính tình như gai nhọn nhân tiên là cách gọi ở thời đại đó của các người ở đương đại linh cảnh hành giả cảnh giới như tôi xưng là bán thần nữ nguyên soái tóc trắng đứng khoanh tay khí thế không kém sơn thần nương nương chút nào Nghiên đầu nhìn về phía cẩu trưởng lão cô ta chính là vị nhật du thần cổ đại kia thức tỉnh trong đường hầm xà linh thanh âm nữ nguyên soái dễ nghe tương tự trắng chữ rõ ràng âm sắc êm tai nhưng trong giọng xen lẫn uy nghiêm khiến ai nghe cô nói chuyện không tự chủ được nghĩ tới nữ hoàng trên ngai vàng đúng vậy cẩu trưởng lão gật đầu các chúa tể tổ chức tà ác kinh ngạc đánh giá tam đạo sơn nương nương trong đầu đồng thời hiện lên tình báo tương ứng nguyên thủy thiên tôn vượt qua đường hầm xà linh dẫn tới nhật du thần cổ đại sống lại hơn nữa vị nhật du thần cổ đại này còn đã dẫn phát linh cảnh liên quan thần dạ du biến hóa chính phủ vì thế từng phát thông báo chính là vị này trước mắt bán thần tam đạo sơn nương nương thấp giọng lẩm bẩm tiếp theo chăm chú nhìn nguyên soái tóc trắng sửa đúng nói nhật du thần ở niên đại đó của bổn tọa xưng là kim ô dứt lời cô không để ý đám nguyên thần hình chiếu này đi thẳng tới trước phó bản giết chóc cảnh giới siêu phàm mũi chân điểm một cái ở trên hư không lao về phía tiểu thế giới như chấm nhỏ các chúa tể chưa ngăn trở cũng vô lực ngăn trở bọn họ chỉ là một đạo ý niệm chiếu vào trong linh cảnh những linh cảnh đã ngăn trở tam đạo sơn nương nương một bức tường vô hình bao lấy phó bản giết chóc chèn ép cô bên ngoài nhìn thấy cái màn này các đại lão trận doanh hợp pháp cùng trận doanh tà ác ít nhiều nhẹ nhàng thở ra Bót mạnh như thế nếu là vào phó bản giết chóc vậy thật sự là một hồi tai nạn vãn bối bọn họ coi trọng tràn ngập nguy cơ thiên vương sợ hãi sờ sờ vòng bạc bên tai cười nói ngươi tuy khác với chúng ta chân thân ở trong linh cảnh nhưng chung quy bị quản chế bởi linh cảnh sao có thể đi vào phó bản giết chóc tam đạo sơn nương nương khẽ nhíu mày trầm ngâm vài giây sơn thần nương nương ra tay hung mảnh nâng cánh tay phải lòng bàn tay phun ra ánh sáng vàng ngưng tụ thành một cây trường cung màu vàng tay trái cố kéo dây cung đầu ngón tay phun lửa vàng hóa thành một mũi tên nóng rực vù ánh sáng vàng bỗng rung động mũi tên chói mắt kia như hào quang bắn nhanh ra ầm nó chợt nổ tung ở tầng ngoài chấm nhỏ sáng loạn thành sóng ánh sáng bao trùm toàn bộ chấm nhỏ, tiếp đó biến mất. Tam đạo sơn nương nương miếng môi dựng thẳng lông mày, khí tức liên tiếp kéo lên, từ thần nữ không dính hạt bụi nào, chuyển biến thành nữ võ thần có thể kéo cung thân thành trăng tròn. Vù vù vù, từng mũi tên ánh sáng vàng bắn nhanh, không ngừng nổ tung ở tầng ngoài chấm nhỏ, sóng ánh sáng màu vàng nuốt chửng mãn tiểu thế giới này. Dương Phách tổn thất một nửa vẫn như cũ có thể phát huy ra lực lượng chúa tể bậc cao, xem ra người cách giai đoạn cao nhất chỉ thiếu một bước. Nữ nguyên soái đứng khoanh tay, gật đầu đánh giá. Bạch hổ vạn tuế cất cao giọng nói, bản đồ khu vực này rất đơn giản, nó chỉ có một lối rẽ, ở ngay phía trước 20 mét, đi qua lối rẽ này, chính là một con đường nhỏ khúc chiếc đơn hướng. Cho dù chưa từng xem bản đồ cũng sẽ không lạc đường, bởi vì chỉ có một con đường, không có lối khác. Lúc tôi ghi nhớ tuyến đường, đã cảm thấy kỳ quái, không khỏi quá đơn giản rồi, không ngờ đây là một cửa ải. Càng không có lối rẽ, cảm giác càng dễ lạc đường, bởi vì đã không cần lối rẽ để mê hoặc chúng ta. Thiên hạ quy hỏa không thấy vui một chút nào, ngược lại trong lòng trầm xuống. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu vàng chói mắt chợt sáng lên, xuyên thấu rừng rậm, chiếu sáng lên khuôn mặt mọi người. Chuyện gì vậy? Dưới tầng tầng lớp lớp tán cây, các linh cảnh hành giả ngũ hành kinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ánh sáng vàng xuyên thấu cành lá chiếu vào trong rừng lúc này bộ ngực đầy đặn của bọn họ đã khôi phục sau khi rời khỏi rừng rậm phồn thực bào tử trong cơ thể mọi người liền mất đi hoạt tính tự ép ra bên ngoài cơ thể tuy không nhìn thấy bầu trời đêm nhưng cũng có thể tưởng tượng bầu trời lúc này đã bị ánh sáng màu vàng bao trùm biến cố này khiến mọi người không hiểu gì cả vừa mờ mịt vừa cảnh giác đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích ánh ánh sáng vàng này sao có chút giống món đạo cụ kia của nguyên thủy thiên tôn mẫu đơn tiền từ kinh ngạc nói nghe vậy mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn kẻ này thật đúng là mọi chuyện ra ngoài người ta đoán trước không thể nào lão mỏ thật sự đến rồi tới nhanh như vậy trong lòng trương nguyên thanh lớp bột nhưng xem tình huống cô ta tựa như không vào được quả nhiên phó bản giết chóc là phó bản kẻ cấp cao cũng không cách nào can thiệp. Hắn mặt không đổi sắc, bình thản nói, việc nhỏ, không cần để ý tới. Không cần để ý tới. Thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn thật bình thản, chẳng lẽ ở trong mắt hắn, cảnh tượng lạ này chỉ là việc nhỏ. Trong lòng các đội viên âm thầm kinh ngạc. Xa xa. Dẫm cành khô lá rụng trải ở trên mặt đất, mọi người chậm rãi tiến lên, trên bầu trời ánh sáng vàng không ngừng xuyên thấu tán cây, ngược lại mang đến ánh sáng, không cần hỏa sư dơ đuốc nữa. Vừa cẩn thận tiến lên, vừa khôi phục thể lực, Trương Nguyên Thanh mở bản đồ, xem xét vị trí của bốn đội ngũ. Vị trí con trỏ đại biểu trận doanh tà ác vừa vặn là rừng rậm phùng thực. Hắc, để mấy tên đó cũng hưởng thụ khoái cảm bộ ngực căng lên. Bọn hắn không có đạo cụ tịnh hóa, muốn xuyên qua rừng rậm phồn thực không dễ dàng. Chẳng qua, nội gian trong đội ngũ hẳn là đã sớm để lộ ra nguy hiểm trong rừng rậm, bọn hắn nhất định có chuẩn bị nói đi cũng phải nói lại cậu bé quả thật là cách mỗi một đoạn đường liền đụng vào cây ven đường một lần nhưng hắn chưa làm ký hiệu ở trên thân cây nếu thiếu thủ đoạn phát hiện nói dối chỉ có giết người hỏi linh mới có thể nhìn thấy chân tướng hầu như không có cơ hội thử lỗi nghĩ đến hỏi linh trương nguyên thanh dừng bước nhìn về phía quan nhã bên cạnh nói chị quan nhã thay tôi hộ pháp tôi nhìn một chút ký ức của nhân tính bản ác người đẹp con lại mặt giáp mây khẽ gật đầu. Trương Nguyên Thanh lập tức nhắm mắt, tản ra thái âm lực bao vây ở trên linh thể, nhân tính bản ác, hoàn thành cắn nuốt. Một luồng tinh thần lực tràn ngập ác niệm mãnh liệt, như thủy triều ùa vào thức hải. Bởi vì từng sử dụng chày phục ma vài lần, Trương Nguyên Thanh sớm thanh trừ ý thức pha tạp trong cơ thể, nguy nga bất động thừa nhận tinh thần tà ác cọ rửa. Rất nhanh, hắn đọc được ký ức tương ứng tổ chức đám huyện thuật sư bố trí mai phục là bách vô cấm kỵ biết nguyên thủy thiên tôn mai phục cũng là bách vô cấm kỵ mà bách vô cấm kỵ ở trong mê cung rừng rậm thường xuyên làm một động tác là ấn tai từ trong mảnh vỡ ký ức của nhân tính bản ác trương nguyên thanh nhìn thấy trong lỗ tai trái bách vô cấm kỵ có một vật nhỏ hình thức vỏ ốc sên đây là đạo cụ hắn liên lạc cùng nội gian tai nghe phiên bản linh cảnh nếu như vậy muốn biết ai là nội gian liền rất đơn giản. Trương Nguyên Thanh mở mắt, cưỡng ép chấm dứt hỏi Linh, cao giọng nói, dừng lại. Mọi người đều dừng lại. Tiếng hắn im bặt, phía trước bóng cây u ám, ánh sáng vàng khi sáng khi tắt, đường mòn thông hướng chỗ sâu trong rừng rậm, nhưng không có chút bóng người nào. Trương Nguyên Thanh sắc mặt cứng ngắc quay đầu, tìm kiếm bóng dáng quan nhã bên cạnh. Bên cạnh trống trơn. Quan nhã cũng không thấy nữa. Mọi người đều đã biến mất, cứ như vậy lặng lẽ biến mất, cả thế giới tựa như liền còn lại một mình hắn. Ánh sáng vàng chậm rãi tắt, tam đạo sơn nương nương dừng bắn tên, nhíu mày không nói. Thấy cô dừng lại nữ nguyên soái bình thản nói, cô nếu ký kết quan hệ minh ước với tôi, ở trong linh cảnh làm việc cho tôi, tôi liền trả lại cô món đạo cụ đó. Một vị chúa tể bậc cao, không, nửa bước chí cao có thể xuyên qua ở trong thế giới linh cảnh, việc có thể làm rất nhiều rất nhiều. Bổn tọa tiêu giao tự tại, không chịu bất cứ ước thúc nào tam đạo sơn nương nương tự thái cao ngạo lạnh lùng quả quyết từ chối nữ nguyên soái không nói chuyện nữa một vị chúa tể của hư vô giáo phái phát ra tiếng hắt nói sơn thần nương nương ngươi không ngại hợp tác với chúng ta chúng ta thay người đoạt lại món đạo cụ đó còn có thể nhân tiện giết nguyên thủy thiên tôn thay ngươi xả giận tam đạo sơn nương nương liếc hắn một cái bổn tọa không thông đồng làm bậy với người trong ma môn còn là nhật du thần thanh cao kiêu ngạo đại lão trận doanh tà ác nhìn cô, vẻ mặt không tốt. Chẳng qua, đang ở trong linh cảnh, nên là bọn họ sợ hãi vị nhật du thần cổ đại này, bởi vì cô có thể không cần tốn nhiều sức dập tắt hình chiếu ý thức của mọi người, trục xuất bọn họ khỏi linh cảnh. Người trong ma môn Thiên vương sợ hãi hỏi, ngươi là đời tống, hay là đường đại? Nhưng xem trang phục của ngươi, lại giống đời minh. Nương nương cao ngạo lạnh lùng một không thèm để ý chút nào, váy lụa bay bay, bay tới gần phó bản giết chóc, quan sát rừng rậm nguyên thủy trong tiểu thế giới. Thiên vương sợ hãi nhún nhún vai, ngươi mặc kệ khiến ta rất không vui, nhưng có trả lời hay không, là tự do của ngươi. Nhìn chăm chú nơi nào đó trong rừng rậm, người nào đó đang nhìn chung quanh, khuôn mặt lạnh như băng của sơn thần nương nương đột nhiên nổi lên ý cười. Ta còn có chuẩn bị ở sau. Rừng rậm di động, là chỉ ý tứ này. Trương Nguyên Thanh nhăn mặt nhíu mày. Đồng đội đều biến mất, thậm chí không biết đi đâu không thể trì hoãn quá lâu người của trận doanh tà ác sắp đuổi kịp rồi trương nguyên thanh không nói hai lời trước lấy ra chày phục ma hung hăng đâm vào đùi sau khi đổi lấy được lực lượng tịnh hóa hắn quay đầu nhìn quanh quan sát cảnh vật chung quanh xác nhận không có ảo thuật ảnh hưởng lúc này mới xác nhận năng lực của rừng rậm di động là chuyển dời không gian các đồng đội là thật sự bị chuyển dời đến nơi khác rồi Hắn quay sang suy nghĩ cơ chế truyền tống của rừng rậm di động, tỷ lệ đại khái chỉ truyền tống ở trong rừng rậm di động, sẽ không truyền tống đến nơi khác, bằng không cấp bậc độ khó cùng của án liền không cân xứng. Vị trí của mình chưa thay đổi, lá cây bên chân có thể chứng minh, cho nên, bị truyền tống đi là người khác. Mục tiêu của truyền tống là vật thể đang di động. Hắn đang phân tích, bên tai truyền đến tiếng tru tràn đầy trung khí của Khương Tinh Vệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chị Quan Nhã Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường lúc tới đây, một cô gái tóc đỏ đi tới, cô vừa đi, vừa hò hét. Đúng vậy, có thể dựa vào hò hét để hấp dẫn đồng bạn, thật sự là phương pháp đơn giản thô bạo. Có đôi khi, đầu óc đơn giản cũng có chỗ tốt của đầu óc đơn giản. Trương Nguyên Thanh Nâng bước đi đón, anh ở đây. Khương Tinh Vệ không ngờ thật sự có thể gọi được người tới, vui mừng quá đổi, như nay con nhảy nhót tới. Em đi rồi đi, mọi người lại đột nhiên không thấy nữa em có phải trúng quỷ dựng tường của thần dạ du bọn anh hay không khương tinh vệ lao đầu vào trong lòng trương nguyên thanh vui sướng không thôi không phải quỷ dựng tường hẳn là tương tự không gian truyền tống trương nguyên thanh hỏi bọn họ sao không thấy chính là đang đi thì không thấy nữa khương tinh vệ nói trương nguyên thanh bỏ qua ý định hỏi chi tiết trầm ngâm một phen rồi nói chúng ta nắm tay cùng đi xem có thể lạc mất hay không mặt khác em tiếp tục hô đừng có ngừng hai người lập tức tay nắm tay cùng nhau đi về phía trước khương tinh vệ vừa đi vừa hú nhưng trong tên kêu gọi chỉ còn lại quan nhã tinh vệ thoạt nhìn cũng không có bạn bè gì cũng đúng tuổi cô không lớn đại bộ phận thời gian đều ở nhà học từ giáo viên tại gia cộng thêm thân phận mẫn cảm người quen thuộc nhắm chừng cũng chỉ có người nhà cùng với đội hai chúng ta Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ, vừa đánh giá trước sau. Không bao lâu, tiếng kêu gọi của bọn họ hấp dẫn đến Rio Asano. Nữ sinh Nhật Bản từ phía trước chạy tới, khuôn mặt nhỏ thanh thuần xinh đẹp dăng kín nét mừng như điên, giống như nữ chính trong phim kinh dị rốt cuộc nhìn thấy người sống. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái, đừng nói lời thừa, nắm của tôi, cùng nhau đi. Ừm, cô cũng phải hô lên. Sóng âm nhất thời lớn mạnh thêm vài phần. Cứ như vậy, bọn họ tìm được một rồi lại một đồng đội khác với hai vị trước trương nguyên thanh tìm được mỗi một đồng đội sẽ bảo người đó nghiêng đầu lộ ra lỗ tai xác nhận trong lỗ tai có tai nghe hay không phương diện này cũng bao gồm cậu bé bán diêm trương nguyên thanh đếm nhân số một phen phát hiện còn thiếu một người nói si còn chưa tìm được tiếp tục gọi không dừng lại trước một chút các vị căn cứ quan sát cùng nghiệm chứng của tôi vị trí của chúng ta sẽ theo bước đi không ngừng biến hóa bởi vậy mọi người mới sẽ phân tán ở các nơi của rừng rậm di động bất động tại chỗ thì sẽ không bị không gian dời đi nắm tay cũng sẽ không phân tán nhưng chúng ta trước sau gì là cần tiến lên không thay đổi một điểm này chúng ta vẫn như cũ sẽ ở trong rừng rậm không ngừng dịch chuyển không gian cũng chính là nói chúng ta sẽ luôn bồi hồi ở trong rừng rậm không ra được mọi người có biện pháp nào trận doanh tà ác sắp đuổi kịp chúng ta rồi thời gian cấp bách mọi người vận dụng đầu óc. Hắn vốn cho rằng mọi người phải thương lượng một phen, ai ngờ, thiên hạ quy hỏa đoạn giữa đội ngũ nói, đầu tiên, chúng ta cần một cái định vị, nơi này là đoạn đường nào của mê cung rừng rậm, chúng ta phải rõ, không gian di động có thể là không có trật tự, nhưng cũng không phải tiến hành mãi. Nếu không, vĩnh viễn cũng không đi ra được. Vấn đề khó không thể giải, sẽ không xuất hiện ở loại cửa ải nhỏ này. Cho nên, nó tất nhiên sẽ ở một tiết điểm thời gian nào đó dừng lại, ở trong đoạn thời gian đó, người đi qua nơi đây sẽ không di động. Tiết điểm này, chính là cơ hội của chúng ta. Mọi người lần lượt gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Thiên hạ quy hỏa tiếp tục nói, rất đơn giản, tạo vật tham chiếu là được, chúng ta lấy vị trí đang ở làm điểm khởi đầu, ở trên mặt đất viết một số một, sau 20 bước, viết một cái tuần hoàng như thế. Từ chúng ta viết xuống số một này bắt đầu tính giờ, khi viết đến 10, chúng ta về tới một hoặc là nơi khác, như vậy khoảng cách từ 1 đến 10, chính là thời gian an toàn. Sau khi tính toán ra thời gian an toàn, liền đơn giản rồi, ví dụ như thời gian an toàn là 10 phút, như vậy, chúng ta có thể chạy như điên 9 phút. Ở một phút đồng hồ cuối cùng dừng lại. Bất động tại chỗ là sẽ không bị truyền tống. Chờ 10 phút trôi qua, lại tiếp tục đi tới. Phương pháp của thiên hạ quy hỏa, thắng được mọi người nhất trí tán đồng. Lúc này, bọn họ vừa ở trên mặt đất để lại con số, vừa đi tới, đồng thời hô lớn tên âm si. Khi chữ số viết đến 15 âm si nghe được đồng bạn kêu gọi, rốt cuộc chạy tới, thành công hội hợp. Ở lúc chữ số viết đến 20, bọn họ vẫn chưa gặp được con số ven đường lưu lại. Không gian truyền tống hẳn là đã xảy ra, nhưng phạm vi rừng rậm di động quá lớn, chúng ta chưa truyền tống đến địa khu vừa mới lưu lại con số. Trương Nguyên Thanh đang nghe truyện trên TV audio CV trầm ngâm một phen, nói, tiếp tục tiến lên. Khi viết đến 100, mọi người tiến lên nhìn thấy mặt đất phía trước xuất hiện một con số 22. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, vật tham chiếu xuất hiện rồi, bắt đầu tính giờ. Mọi người đều bắt đầu thầm đếm thời gian, thả chậm bước chân, khi bọn họ vượt qua chữ số 45, 46. Vốn nên ở phía trước đã biến thành 30. 4 phút, từ 22 đến 30, khoảng cách là 4 phút. Bạch hổ vạn tuế hét lớn. Bắt đầu chạy. Trương Nguyên Thanh hô to. Cứ như vậy, bọn họ cách mỗi 2 phút rưỡi, liền dừng lại một lần, rốt cuộc ở 10 phút sau, chạy như điên ra khỏi thông đạo đơn hướng không có lối rẽ, uống lượng khúc chiếc này. Đinh. Các ngươi thành công xuyên qua rừng rậm di động, thưởng 10 điểm. Rốt cuộc đi ra rồi. Tốt lắm, lần này chưa chết người phù, sắp rời khỏi mê cung rừng rậm rồi, chúng ta mau đến đỉnh núi đi. Lúc này, Trương Nguyên Thanh lại ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, ai, ai đạt được đạo cụ thưởng? Đạo cụ thưởng? Nghe được câu hỏi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, các hành giả đầu tiên ngẩn ra, sau đó, đồng loạt hướng ánh mắt về phía thiên hạ quy hỏa. Phương pháp đi ra khỏi rừng rậm di động, là hắn nghĩ ra. Dựa theo cơ chế vượt ải hai lần trước, đạo cụ, vật phẩm tiêu hao sẽ thưởng cho người công lao lớn nhất hoặc phù hợp điều kiện đặc thù. Ví dụ như Nguyên Thủy Thiên Tôn mò ra quy luật giết người của nhện sương mù, ví dụ như quan nhã khí tức sinh mệnh tràn đầy nhất, không thiếu máu. Bởi vậy, thiên hạ quy hỏa đạt được đạo cụ thưởng, phù hợp logic. Đối mặt cái nhìn chăm chú các đồng đội ném đến, thiên hạ quy hỏa nhíu mày nói, tôi chỉ đạt được 10 điểm, chưa đạt được phần thưởng. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, nhìn quanh mọi người, một lần nữa cao giọng nói, Tôi hỏi lại một lần, đạo cụ thưởng ở chỗ ai? Các hành giả chính phủ nhìn nhau, im lặng một phen. Vũ nữ Vô Qua, ngoài 30 tuổi, rất có khí chất chú trẻ tuổi. Giơ tay, tìm từ rồi nói, tôi cho rằng, mặc kệ ai đạt được phần thưởng, đều là thuộc về người đó, không cần thiết xét hỏi tới cùng. Vũ nữ Vô Qua là cảm thấy, phen hành động này của Nguyên Thủy Thiên Tôn là muốn tập hợp phần thưởng do hắn thống nhất sử dụng nhưng người đạt được đạo cụ, thiên hạ quy hỏa, không muốn mang phần thưởng mình dựa vào thực lực đạt được chấp tay nhường cho người ta. Chuyện này xử lý không tốt, đội ngũ sẽ tạo ra mâu thuẫn lớn. Hành giả chính phủ ở đây âm thầm nhíu mày, bọn họ phổ biến đều là nhân vật cấp đội trưởng, lăn lộn ở đơn vị, biết hành vi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể sẽ mở ra một hồi tranh đấu quyền lực, khiến đội ngũ vốn hài hòa lâm vào trong mâu thuẫn cùng xung đột. Tuy trong hội nghị online đêm trước phó bản giết chóc mở ra, thập bộ trưởng lão yêu cầu mọi người lấy nguyên thủy thiên tôn làm trung tâm nghe theo hắn lãnh đạo hỗ trợ nhau nhưng vào phó bản giết chóc ý kiến của tổ chức chỉ có thể coi là tham khảo không có ai sẽ thật sự phục tùng vô điều kiện trương nguyên thanh gật gật đầu nhìn các đồng đội tôi hứa hẹn sẽ không yêu cầu nộp lên đạo cụ mọi người có thể làm chứng như vậy bây giờ có thể trả lời tôi rồi ai đạt được đạo cụ thưởng vẫn không có ai nói chuyện Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, mọi người thấy, tôi đã đưa ra hứa hẹn, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Đám người Mẫu Đơn Tiên Tử, phụ nữ vô qua đều nhíu mày, bọn họ phát hiện không thích hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh muốn nói cái gì? Mẫu Đơn Tiên Tử hỏi. Như vậy xem ra, người đạt được đạo cụ thưởng chính là nội gian. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, lập tức tới đỉnh núi rồi, có một số việc tôi cần thẳng thắn công khai với các vị tạm dừng một phen, hắn nói từng chữ một, trong chúng ta xuất hiện một phản đồ. Một tên phản đồ của ám dạ mân côi. Mọi người biến sắc. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, thực không dám giấu, trước khi vào phó bản giết chóc, cậu trưởng lão của phân bộ Tùng Hải nói cho tôi biết một sự kiện, ba tổ chức tà ác lớn muốn giết tôi cùng phó Thanh Dương, ám dạ mân côi cũng tham dự chuyện này. Cái sau tính vận dụng gián điệp xếp vào trong chính phủ. Không lâu trước đó, tôi mai phục ngoài lối ra sương mù, ý đồ tập kích người của trận doanh tà ác, không ngờ bọn hắn trước đó đã biết hành động của tôi, cũng bố trí bảy phản mai phục. Nếu không phải tôi thực lực cường đại, đã không về được nữa. Nghe đến đó, các hành giả chính phủ mới biết hung hiểm trong đó, nhịn không được nhìn nhau. Thì ra nguyên thủy thiên tôn là ở dưới áp lực như vậy, giết chết nhân tính bản ác. Người cẩn thận hẳn là từng lưu ý bản điểm, trừ ba người tôi giết, trận doanh tà ác khi xuyên qua địa bàn nhện sương mù, căn bản không có ai chết. Mặt khác, bọn họ bây giờ đã xuyên qua rừng rậm phồn thực, nhưng vẫn như cũ không có ai chết, cái này bình thường sao? Trương Nguyên Thanh chất vấn, nếu không phải có nội gian mật báo, mang thành quả chúng ta thăm dò báo cáo cho trận doanh tà ác, bọn họ có thể thoải mái như thế. Các hành giả chính phủ sắc mặt khó coi mở ra bản điểm, bản đồ, sau khi tra xem một phen, phát hiện quả thật như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, trận doanh tà ác lại một lần nữa không tổn hao gì vượt qua rừng rậm phồn thực. Khó trách người trận doanh tà ác muốn chọn tuyến đường này của chúng ta, đây là biết nguyên thủy thiên tôn am hiểu công phá phó bản, muốn chơi miễn phí thành quả của chúng ta. Đệt, ai là nội gian, lão tử lột da kẻ đó. Chẳng những hỏa sư tức phát điên, nghề nghiệp khác cũng giận dữ không nhẹ. Trương Nguyên Thanh nói, ai cầm phần thưởng không hé răng, người đó chính là nội gian, trước mắt có hai đối tượng hoài nghi, một người là cậu bé bán diêm một người là thiên hạ quy hỏa. Hắn mang lời nói đó của thiên hạ quy hỏa lúc trước báo cho mọi người. Trong nháy mắt, mọi người đều đứng ở bên cạnh nguyên thủy thiên tôn, cô lập hai người. Cậu bé bán diêm tức giận nhìn thiên hạ quy hỏa, mày con mẹ nó mới là nội gian đi, thế mà nói xấu tao, ông đây với mày có thù oán sao? Nói xong, hắn nhìn về phía các đồng bạn, lớn tiếng nói. Phần thưởng của trừng rậm di động khẳng định ở trên người thiên hạ quy hỏa, hắn vừa rồi chết sống không lấy ra, ai là nội gian quá rõ ràng rồi nhỉ quan nhã hỏi cậu đụng vào cây cối làm cái gì cậu bé bán diêm nhíu mày nói đương nhiên là thứ câu thông tuy dọc đường thực vật trong bê cung tựa như không thể câu thông nhưng trong nhắc nhở nhiệm vụ không đề cập rõ ràng câu thông không có hiệu quả hơn nữa câu lúc trước không thể câu thông không đại biểu thực vật dọc theo đường đi đều không thể cứu thông tôi cảm thấy thứ cần thiết nên kiên trì không thể bỏ qua Đoạn giải thích này đâu vào đấy, sức thuyết phục không mạnh, nhưng cũng không bắt lỗi được. Nhưng so sánh với cậu bé, thiên hạ quy hỏa lấy sức một mình phá giải rừng rậm di động càng đáng hoài nghi hơn. Đạo cụ thưởng tỷ lệ đại khái ở trên người hắn, mà hắn vừa rồi từ chối giao ra phần thưởng. Đối mặt các đồng đội nghi ngờ, thiên hạ quy hỏa hít sâu một hơi, khắc chế rất tốt cảm xúc của mình, hỏi, nếu tôi là nội gian, tôi vừa rồi đã giao ra đạo cụ, cần gì làm loại chuyện không đánh đã khai này? không quan nhã vạch trần lỗ hổng trong lời nói của hắn nói gián điệp ám giả dạ mân cô xếp vào ở trong ngũ hành minh có thể từng lần tránh đi tổng kiểm tra sức khỏe đạo cụ kỹ năng phát hiện nói dối cảnh giới siêu phàm không có khả năng hữu hiệu đối với anh cho nên anh biết cho dù anh không giao nộp đạo cụ chúng tôi cũng không có chứng cứ mang tính thực chất để chỉ ra mà nếu không có chứng cứ nguyên thủy lại không có khả năng giết anh đương nhiên một điểm này cũng áp dụng cho cậu bé bán diêm. Thiên hạ quy hỏa cười lạnh nói, cho nên, trừ phi nội gian tự bại lộ, bằng không các người căn bản không có cách nào lôi hắn ra. Các người làm ồn ào như vậy, trừ khiến đội ngũ lòng người tan rã, còn có tác dụng. Trương Nguyên Thanh cười nói, có tác dụng. Chỉ cần khống chế hai người, vấn đề không phải giải quyết rồi sao? Dứt lời, hắn lấy ra khẩu trang kẻ trầm mặt, nói, tôi cần hạn chế tự do của hai người, cũng mang các anh nhét vào phạm vi giám thị mọi người đồng nghiệp một hồi đừng phản kháng lúc này ai phản kháng người đó chính là nội giang bạch hổ vạn tuế lập tức nói tôi có một đạo cụ loại giam cầm tôi cũng có tiểu tiên nữ núi ngưu lang phụ họa đạo cụ của hai người phân biệt là một cái xiềng xích bằng sắt một cái gông gỗ xích sắt có công năng hạn chế tay chân hành động mà gông gỗ chỉ có thể hạn chế hai tay nhưng có thể khiến mục tiêu ở trạng thái suy yếu. Cậu bé bán diêm hít sâu một hơi, vẻ mặt khó chịu, nhưng lựa chọn phục tùng, thanh giả tự thanh. Thiên hạ quy hỏa nhìn nguyên thủy thiên tôn một cái thật sâu, vũ lực khống chế quả thật là biện pháp không tệ. Ở dưới trương nguyên thanh ra hiệu, mọi người dùng xích sắt trói cậu bé, dùng gông gỗ và khẩu trang phong ấn thiên hạ quy hỏa. Lại để thiên hạ quy hỏa cổng cậu bé, ở dưới sự giám thị của mọi người dẫn đội tiến lên đoàn người hướng tới đỉnh núi bước vào, nơi đây cách thần miếu đỉnh núi chỉ có không đến 10 phút lộ trình. Tới gần lối ra, thiên hạ quy hỏa nói, các người mở ra bản đồ nhìn xem, con trỏ đại biểu trận doanh tà ác, vẫn luôn tiến lên có trật tự, chưa xuất hiện tình huống hỗn loạn, trút lui, điều này nói rõ cái gì. Đám người mẫu đơn tiên tử mở ra bản đồ ra xem, quả nhiên như thế, trong lòng đều rùng mình. Thiên hạ quy hỏa trầm giọng nói, cái này nói rõ bọn họ đã biết biện pháp vượt qua rừng rậm di động, nhưng từ sau khi chúng ta hội hợp, mọi người luôn ở cùng một chỗ. Nếu tôi là nội gian, tôi là thông qua biện pháp nào truyền đạt tin tức. Từ sau khi hội hợp, mình và quan Nhã đã luôn quan sát lỗ tai của bọn họ, quả thật không có ai đeo tai nghe, trong khoảng thời gian này, cũng không có ai vụng trộm nói nhỏ, hẳn là không có cơ hội truyền tình báo. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm, hỏi, anh muốn nói cái gì? Thiên hạ quy hỏa lắc đầu, Tôi không biết, nhưng bản năng cảm thấy không thích hợp. Chờ tôi nghĩ thông suốt lại nói cho cậu. Kết quả thẳng đến lúc rời khỏi mê cung rừng rậm, thiên hạ quy hỏa cũng không nghĩ thông suốt. Đinh! Chúc mừng các người xuyên qua mê cung rừng rậm, thưởng 30 điểm. Từ khi tiến vào mê cung rừng rậm, đến rời khỏi, ở giữa ba cửa ải, tổng cộng thưởng 60 điểm. Bản điểm lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ là đứng đầu bảng tổng điểm là 398 điểm. Hạng 2 a nhất là 190 điểm. Người khác trên bảng xếp hạng, mỗi người tăng 20 điểm, xếp hạng cơ bản không thay đổi. Trong mê cung điểm tăng trưởng là cố định, thông qua mỗi một cửa tăng 10 điểm. Đi ra khỏi mê cung rừng rậm, ánh trăng sáng tỏ rập trời rập đất chiếu xuống, phía trước là một tòa thần miếu do tảng đá lớn xây thành, phong cách thô ráp đơn sơ, lại có một loại hào khí mênh mông. Ngoài thần miếu là một mảnh đất trống, không có cỏ dại, không có cây cối trừ mấy khối đá phẳng phiêu vắt ngang, trống trải mà sạch sẽ. Mảnh đất trống này hẳn là đàn khỉ dùng để bái kiến sơn thần. Miếu sơn thần phong cách cổ xưa, tỉnh đứng lặng ở đỉnh núi, tắm rửa ánh trăng, bối cảnh là bầu trời đêm trong suốt cùng tán cây xung xuê trùng điệp. Trong thần miếu trống trải hơn nửa thô ráp, sáu cây cột đá tráng kiện chống đỡ khung đình, mái vòng là những phiến đá mỏng mà lớn ghép thành, cột đá cũng là đá trộn bùn lầy xây. Tuy thô ráp đơn sơ, nhưng đám khỉ núi này, quả thật đã nắm giữ nguyên lý kiến trúc học đơn giản. Chỉ số thông minh rất cao. Cuối đại điện là một tòa thần đài cao cao, trên đài dựng một pho tượng đá, mơ hồ là nữ giới, ngũ quan mơ hồ, thậm chí không có trang phục, nhưng đàn khỉ cố gắng thông qua đặc thù sinh lý, biểu đạt ra vị sơn thần này là một người phụ nữ. Bộ ngực nhô lên. Trong tay bức tượng nắm một cây pháp trượng bệnh từ dây leo, đầu trượng khảm một viên đá quý xanh biếc trương nguyên thanh dẫn theo mọi người tới trước bức tượng đưa tay thử đụng vào pháp trường một bức tường vô hình ngăn trở động tác của hắn đồng thời bên tai vang lên tiếng nhắc nhở nhiệm vụ đinh vật phẩm này không thể đụng vào đạo cụ kiểu bối cảnh không thể bị linh cảnh hành giả lợi dụng nhưng trong nhiệm vụ phụ tuyến ba đề cập tà tu phái ra nanh vuốt ý đồ cướp đoạt pháp trường sơn thần chỉ có trận doanh sơn quỷ có thể lấy đi nó trương nguyên thanh đang suy nghĩ bỗng nhiên nghe thấy Khương Tinh Vệ hô, nơi này có tranh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Khương Tinh Vệ dơ đuốc, đứng ở bên tường, chỉ vào tranh tường trên vách đá ồn ào. Những bức tranh tường này tàn phá mà ảm đạm, đa số là dùng đá vôi vẽ phát thảo ra đường nét đơn giản, số ít kèm theo sắc thái, phong cách vẽ cực kỳ trừu tượng. Một đám người cẩn thận phân biệt hồi lâu, nửa xem nửa đoán, mới biết được nội dung của tranh tường. Kể là Sơn thần chiến đấu với tà tu, tà tu cường đại ở trong thành thị tàn sát bừa bãi, hắn mê hoặc người sống trong thành thị, tụ tập mọi người cùng một chỗ, sau đó, người que trên tranh tường không ngừng ngã xuống, cả người là máu, máu do quả mọng màu đỏ nhuộm màu. Máu tươi của mọi người hội tụ thành một ao máu, trong ao máu mở một đôi mắt màu đen. Ngay tại lúc mọi người không ngừng chết đi, sơn thần cầm pháp trượng buông xuống, bắt đầu kịch liệt giao phong với tà tu, cũng thành công giết chết tà tu. Sau nửa vị sơn thần này ở bốn phía thành thị xây lên, tường cao, đoạn tuyệt liên hệ của thành thị cùng bên ngoài. Kỳ quái, nội dung trên tranh tường biểu hiện tà tu đã bị sơn thần giết chết, vậy cô ấy phong ấn thành thị này mục đích là gì? Tà tu tự như đang cử hành nghi thức gì? Con mắt trong ao máu. Mục đích sơn thần phong ấn thành thị, có thể là phòng ngừa con mắt kia đi ra hay không? Hẳn là thế, cho nên nhiệm vụ chủ tuyến của chúng ta là đến thành thất lạc mọi người bắt đầu thấp giọng thảo luận. Lúc này, Rio Asano lớn tiếng nói, người trận doanh tà ác sắp tới rồi. Các hành giả chính phủ mở ra bản đồ ra xem, đám người trận doanh tà ác đã xuyên qua rừng rậm di động, cách lối ra mê cung rừng rậm rất gần rồi. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, đi ra ngoài đi, chuẩn bị đối địch. Hai đội ngũ khác còn chưa đến, nhưng cách đỉnh núi cũng không xa nữa. Hai đội ngũ khác tốc độ tiến lên hơi chậm, dù sao trong đội ngũ của bọn họ không có nguyên thủy thiên tôn hy vọng bọn họ có thể đến sớm một chút mẫu đơn tiên tử thở dài bằng không bọn họ đội ngũ này sẽ tổn thất thê thảm nặng nề đúng lúc này có người kêu a à một tiếng yên tâm các người không cần nghênh địch một cửa ải này trận doanh sơn quỷ thắng chắc rồi mọi người nghe vậy quay đầu nhìn lại người nói chuyện là âm si hắn đứng bên cột đá cách xa mọi người vẻ mặt cười lạnh lấy ra một cái sa bàn rừng rậm to bằng bàn tay, hơi thu nhỏ. Cút về rừng rậm di động đi. Dứt lời, sa bàn rừng rậm hóa thành ánh sáng vỡ vụn tán loạn, bao vây mọi người ở đây. Một giây sau, bọn họ biến mất không thấy. Hắn mới là nội gian, là người của ám dạ mân côi. Ở sau khi báo cho trận doanh tà ác kế hoạch mai phục của Nguyên Thủy Thiên Tôn, âm si đã cân nhắc đến nếu phục kích Nguyên Thủy Thiên Tôn thất bại, như vậy sự tồn tại của nội gian tất nhiên bại lộ, hắn cần làm ra ứng đối. Vì thế âm thầm lợi dụng năng lực thôi miên của nhạc sĩ, ảnh hưởng cậu bé bán diêm không hề phòng bị, để gã cố ý ở trước mặt Thiên Hạ Quy Hỏa làm ra một loạt hành động quái dị. Người bị thôi miên sẽ không phát hiện có bất cứ vấn đề gì, sẽ không ý thức được mình đã bị thôi miên. Mà lấy trí tuệ của Thiên Hạ Quy Hỏa, nhất định sẽ chú ý tới cậu bé khác thường. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự còn sống trở về, Thiên Hạ Quy Hỏa nhất định sẽ nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện này. Ở dưới tình huống đạo cụ phát hiện nói dối không có hiệu quả, Nguyên Thủy Thiên Tôn tỷ lệ đại khái sẽ làm ra thi thố kiêu như hạn chế hành động của nhân vật đáng ngờ. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự đã làm như vậy. Chẳng qua tình thế phát triển, có chút ra ngoài âm si đoán trước, hắn vốn chỉ đơn thuần muốn gấp lửa bỏ tay người nhưng sau đó thao tác quá mức ưu tú của thiên hạ quy hỏa là điều hắn không ngờ tới, chẳng qua vừa lúc người hiềm nghi có thêm một vị, hắn ngược lại càng thêm siêu thoát ra ngoài, không chịu hoài nghi. Phần thưởng của rừng rậm di động cũng ra ngoài hắn đoán trước. Ở sau khi tách ra với mọi người, âm si liền nghĩ tới phương pháp lợi dụng vật tham chiếu định vị, đây là phương pháp rơi vào mê cung. Thường xuyên dùng, vốn chưa từng nghĩ lợi dụng chiêu này rời khỏi rừng rậm di động trùng hợp là vị trí hắn bị di động, vừa lúc cách cửa ra không xa, cho nên hắn may mắn trở thành người đầu tiên thoát ly rừng rậm di động. Vận may thứ này, không để ý logic, nguyên thủy thiên tôn thông minh nữa cũng không đoán được. Hắn đương nhiên không thể giao ra đạo cụ thưởng. Sau khi đạt được đạo cụ thưởng của rừng rậm di động, âm si liền biết thắng chắc rồi, hắn trước mang kinh nghiệm của mình chia sẻ cho trận doanh sơn quỷ, sau đó thu hồi đạo cụ một lần nữa quay về rừng rậm di động, hội hợp với hành giả chính phủ, tuy thành một người cuối cùng nhưng cũng may không bị hoài nghi sau đó phát triển như hắn dự liệu nguyên thủy thiên tôn tuy không có phương pháp bắt được nội gian nhưng chọn dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất cũng có hiệu quả nhất khống chế nhưng hai người đó chỉ là ngụy trang mà thôi âm si nhìn thoáng qua pháp trượng sơn thần trận doanh sơn thần không thể chạm đến đạo cụ này hắn không chút lưu luyến xoay người đi ra khỏi miếu sơn thần đứng ở trước cửa miếu yên lặng chờ đợi 20 phút sau, đám trận doanh tà ác lấy A nhất, bách vô cấm kỵ cầm đầu xuyên qua mê cung rừng rậm, xuất hiện ở đất trống ngoài miếu sơn thần. Bách vô cấm kỵ liếc một cái liền thấy được âm si ở cửa miếu sơn thân, khóe miệng nhếch lên. Làm không tồi. Âm si khẽ gật đầu, pháp trưởng ở ngay bên trong, đi vào lấy đi. Đám hành giả trận doanh tà ác nghe được hai người đối thoại, không có chút bất ngờ nào. Bọn họ từng tham gia phong hội, biết trong đội ngũ chính phủ có người của bọn họ, chỉ là không biết là ai. Thì ra là ngươi cái gã này. Ám dạ mân côi quá âm hiểm rồi nhỉ, tuyển thủ trong tốc 8 đấu lôi đài cũng có thể xúi dục. Ha ha ha, phó bản giết chóc lần này, nguyên thủy thiên tôn chết chắc rồi. Khi nói chuyện, mọi người nhanh chóng xuyên qua đất trống, chạy về phía miếu sơn thần. Đột nhiên, con ngươi màu hổ phách của A nhất bắt giữ được cạnh một khối đá phía trước, dựng một đôi ủng phục cổ chế tắc tinh xảo, do tơ lụa màu vàng tươi bên thành theo hoa văn đám mây tinh xảo nơi này sao có thể có giày hắn dừng bước trầm giọng mở miệng âm si ở cửa miếu ngẩn ra một phen hắn không nhớ rõ lúc đến nơi đây có một đôi giày như vậy còn đang nghi hoặc một bóng người đột ngột hiện ra ở cạnh tảng đá chính là nguyên thủy thiên tôn hắn cứ như vậy trống rỗng xuất hiện vẻ mặt bẩn cợt nhìn về phía mọi người ồ đây là đồ của ta xin lỗi quên ở đây ta trở về lấy một phen vừa dứt lời lại một bóng người truyền tống quay về mặc giáp mây bảo vệ tay cùng bảo vệ chân mỹ nữ con lai cao gầy xinh tươi ở sau khi trải qua nguy cơ quỷ treo cổ treo ở ngọn cây bọn họ lại gặp một đám thụ yêu đáng sợ đám thụ yêu này và thụ yêu tầng ngoài thuộc về cùng tộc nhưng càng thêm điên cuồng càng thêm khát máu sau khi tổn thất hai đội viên mọi người mới đánh chết thụ yêu ven đường thành công xuyên qua vành đai nguy hiểm đó trước mắt, khu vực bọn họ tiến vào, tên là trừng rậm người đá khổng lồ, tên như ý nghĩa, kẻ địch một cửa ải này, hẳn là người đá khổng lồ. Chẳng qua, trước mắt còn chưa gặp được. Lúc ở cửa thứ nhất tổn thất hai đội viên, bị thương nặng hai người, ở địa bàn thù yêu, hai thành viên bị thương nặng kia không có gì bất ngờ hy sinh, đội ngũ chỉ còn lại có 19 người. Nhiều nhất chỉ có thể hy sinh một đội viên, không thể chết người nữa người của trận doanh sơn quỷ hầu như không có tổn thương, chỉ bị nguyên thủy thiên tôn chém vết ba người, mà linh cảnh hành giả trận doanh sơn quỷ, tố chất cao hơn chúng ta, trong lòng triệu thành hoàng hơi cảm thấy nặng nề. Thành viên của trận doanh sơn quý, có nghề nghiệp tà ác, cùng với duy ngã độc tôn, cửu lậu ngư các tán tu cường đại, nhân số tuy không nhiều bằng trận doanh sơn thân, nhưng chiến lực chỉnh thể thật ra không kém. Đang nghĩ, hắn liền nghe viên đình phía sau, dùng một loại thanh âm cực kỳ hoảng sợ, nói, chuyện gì vậy, đám người nguyên thủy thiên tôn đột nhiên trở lại trong mê cung rừng rậm. Đám người tôn miễu miễu, cốt qua sông, mau sơn thuật sĩ trong lòng trầm xuống, vội vàng mở ra bản đồ tra xem. Nhìn một lần, mọi người đều mất đi năng lực quản lý vẻ mặt. Trên con đường ở giữa kia, vốn đã tới gần đỉnh núi, con trỏ màu xanh lục đại biểu cho đội ngũ ngũ hành minh, nhưng lại một lần nữa về tới trong mê cung rừng rậm. Mà đám nghề nghiệp tà ác đại biểu cho trận doanh sơn quỷ, thì đã đến đỉnh núi. Tại sao có thể như vậy? Vài phút trước, tôi còn nhìn thấy bọn họ đến đỉnh núi, cái này, cái này. Không ổn, nếu để trận doanh sơn quý lấy được pháp trường, chúng ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Phát hiện này, khiến đám người triệu thành hoàng đội ngũ này, trong lòng phát lạnh một phen. Tôn miểu miểu kết hợp tình huống trận doanh sơn quỷ hầu như không tổn hao gì vượt qua mê cung rừng rậm, lập tức hiểu ra, sắc mặt khó coi nói, như vậy xem ra, Nội quỷ nấp ở trong Ngũ Hành Minh thành công rồi. Triệu Thành Hoàng sắc mặt âm trầm gật đầu. Đi theo đội ngũ Nguyên Thủy Thiên Tôn, chẳng những có thể lợi dụng năng lực vượt phó bản của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thiên Hạ Quy Hỏa, lấy trả giá nhỏ nhất vượt ải, còn có thể dưới tình huống đuổi theo đội ngũ Ngũ Hành Minh, săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một hòn đá ném nhiều con chim, tính kế được lắm. Mao Sơn thuộc sĩ và Viên Đình nhìn nhau một cái. Người sau xuất phát từ bản năng, truy hỏi: mọi người đang nói cái gì tôn miễu miễu liền mang tình báo ám dạ mân cô xuất hiện ở trên phong hội báo cho hai người viên đình chấn động sao tôi không biết việc này đáng giận bị nhốt ở trong doanh huấn luyện tin tức không linh thông còn có các người sao không nói sớm tôi cũng không phải anh chuyện gì cũng nói ra bên ngoài tôn miễu miễu thật là không có tâm tình lãm nhảm về hắn thở dài nặng nề liên quan tình báo này là phân bộ tùng hải bên kia truyền cho thái nhất môn cao tần chỉ tiết lộ cho tôn miễu miễu cùng triệu thành hoàng hai người là dòng chính của trưởng lão trong môn chính thống là chấp sự tương lai thậm chí thành viên dự bị trưởng lão của thái nhất môn xét duyệt liên quan bọn họ so với thành viên bình thường càng thêm nghiêm khắc bởi vậy cao tần thái nhất môn chỉ làm ra nhắc nhở đối với bọn họ cùng bảo bọn họ chú ý chặt chẽ động tỉnh sáu vị thần dạ du đi theo dự phòng có thể tồn tại nội quỷ nhưng tôn miễu miễu cho rằng trong tám vị thần giả du lần này tiến vào phó bản giết chóc, khả năng mau sơn thuật sĩ và viên đình là nội quỷ không lớn. Đặc biệt người sau, ám giả mân côi đầu óc có bệnh mới sẽ phát triển viên đình loại người này làm nội gian. Ô, có người trở về rồi, trong ngũ hành minh có người trở lại đỉnh núi rồi. Đột nhiên, một vị tán tu hợp pháp bất ngờ hô. Mọi người vốn đã tuyệt vọng tinh thần rung lên, lập tức mở ra bản đồ, quả nhiên thấy rì một đám đông con trỏ màu đỏ xuất hiện hai điểm sáng xanh lá mỏng manh mà con trỏ màu xanh lục khác đang hướng về đỉnh núi nhanh chóng di động không hiểu sao trong lòng đám người tôn miễu miễu triệu thành hoàng cốt qua sông đồng thời hiện lên một ý nghĩ nguyên thủy thiên tôn trong hai điểm sáng kia có một cái là nguyên thủy thiên tôn không có bất cứ lý do nào dựa vào trực giác bọn họ cho rằng là nguyên thủy thiên tôn chỉ có bọn họ từng trải qua đấu lôi đài mới biết nguyên thủy thiên tôn khó chơi bao nhiêu gian xảo bao nhiêu, loại người này sẽ không bị âm mưu quỷ kế đơn giản xử lý, cho dù lật thuyền trong mương, hắn cũng sẽ dùng sức nhảy nhót vài cái, làm kẻ địch bắn bùng thối đây người. Tâm tình triệu thành hoàng phức tạp hiếm thấy, đã phấn chấn lại khẩn trương, cao giọng nói, không tiếc trả giá tất cả, mau chóng vượt qua, miên thủy thiên tôn không chống đỡ được bao lâu. Dứt lời, tiếng bước chân nặng nề từ phía trước truyền đến, trong bóng đêm phía trước, một bóng dáng cao gần 3 mét hướng về mọi người chậm rãi đi đến toàn thân nó màu nâu nhạt, tựa như do một khối đá tạo thành trên đá tròn tượng trưng cho cái đầu không có ngũ quan rõ ràng. Nó bước ra mỗi một bước đều khiến mặt đất sinh ra chấn động nhỏ bé. Tôn Miểu Miểu lớn tiếng nói: các vị, chúng ta cần chạy đua với thời gian, đừng nương tay nữa, toàn lực ứng phó giải quyết nó, giúp nguyên thủy thiên tôn. Một khi để trận Doanh Sơn Quý lấy được phát trượng, chúng ta nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Rõ. Thân là thành viên ngũ hành Minh tán tu hợp pháp, biểu hiện ra tính nhất trí cùng sức ngưng tụ kinh người, đồng thanh đáp lại. Nguyên thủy thiên tôn Âm si ở cửa miếu lộ ra vẻ mặt cứng ngắc, tiếp theo lấy giọng hơi chói tai chất vấn, ngươi sao có thể trở về, ngươi sao có thể trở về. Hắn chưa bao giờ xem nhẹ nguyên thủy thiên tôn, nhưng căn cứ lôi đài thi đấu giao thủ, hắn tin chắc nguyên thủy thiên tôn không có loại thủ đoạn này. Không, trên thực tế, hắn cũng căn bản chưa từng thấy loại thủ đoạn tựa như truyền tống này hoàn toàn chạm đến điểm mù tri thức của hắn đám người trận doanh sơn quỷ cũng vẻ mặt ngạc nhiên không khỏi dừng bước triển khai giằng co với quan nhã cùng nguyên thủy thiên tôn bên tảng đá đồng thời bọn họ cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh để xác nhận đám người kia của ngũ hành tinh cũng đi theo trở về hay không trương nguyên thanh thu vẻ mặt của đám kẻ địch này vào đáy mắt không để ý đến mà là quay đầu nhìn về phía âm si nghiến răng nói thì ra nội quỷ là ngươi nói thật quả thật không ngờ tới những cái này không cản trở ta để lại một chiêu. Âm si lấy tay chọc vào không khí bên người, lấy ra một cây sáo trúc đen xì, nghiến răng nói, trừ thiên hạ quy hỏa cùng cậu bé bán diêm, người còn có mục tiêu hoài nghi khác. Nếu không phải như thế, ở dưới tình huống hai người đều bị khống chế, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không để lại dự phòng. Thấy người của trận doanh Sơn Quỷ nhìn về phía mình, chưa ngay lập tức cường công, Trương Nguyên Thanh mừng rỡ kéo dài thời gian, giải thích, bởi vì lời của thiên hạ quy hỏa nhắc nhở ta, sau khi ta tập hợp mọi người cũng chưa phát hiện bất luận kẻ nào có hành động khác thường, mà biện pháp phá giải không gian di động của hắn. Lại là ở sau khi mọi người tập hợp nghĩ ra, từng, cũng là ở trước khi người trở về đội ngũ nghĩ ra được. Như vậy, những người này của trận doanh sơn quỷ, là như thế nào không tổn hao gì vượt qua cửa ải. Ta lúc ấy nghĩ đến một khả năng, có thể hay không có người đã trước tiên nghĩ ra biện pháp, thậm chí trước tiên đi ra khỏi rừng rậm di động, cho nên sau khi chúng ta đi ra khỏi rừng rậm, cùng chưa có ai đạt được phần thưởng. Mà người này nếu là nội quỷ, mặc kệ là từ chối giao ra đạo cụ thưởng, hay người trận doanh sơn quỷ không chịu không gian di động ảnh hưởng, nhanh chóng đi ra khỏi rừng rậm, những thứ này đều được giải thích. Vì thế ta lại nghĩ, vì sao nội quỷ không giao ra phần thưởng chứ? Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục ẩn nấp, chờ đợi thời cơ cho ta một đòn trí mạng mà không phải sớm làm mâu thuẫn trở nên gay gắt ép ta thẳng thắn công khai với mọi người giải thích duy nhất là hắn cho rằng cơ hội một đòn trị mạng ngay tại trước mắt lại kết hợp đặc tính của rừng rậm di động a à, toàn bộ phần thưởng đều có liên quan với nguy hiểm chúng ta gặp được ta rất dễ dàng có thể suy đoán ra đạo cụ nội quỷ đạt được hẳn là đạo cụ loại không gian di động như vậy hắn muốn làm cái gì cũng liền có thể phỏng đoán âm si đứng ở cửa miếu hừ lạnh nói cho nên, ngươi ỷ vào có được năng lực truyền tống tương tự vừa rồi, chờ ta ra tay. Hừ, nhưng ngươi có phải đã quên hay không, ta có thể truyền tống ngươi một lần, thì có thể truyền tống lần thứ hai. Dứt lời, hắn nhìn về phía bách vô cấm kỵ đối diện đất trống, cao giọng nói, trang bị trên người cô gái này là một bộ trang bị, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp truyền tống bọn họ đi. Hắn lo lắng đám nghề nghiệp tà ác đầu óc không linh hoạt, ở lúc này thử giết chết nguyên thủy thiên tôn. Tuy bên ta người đồng thế mạnh, nhưng bộ trang bị trên người cô gái này cũng không phải là ăn chay, lại thêm nguyên thủy thiên tôn là thần dạ du, kỹ năng ẩn nấp là thần kỹ chạy trốn, muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng. Trước mắt quan trọng nhất là cướp lấy pháp trường, có pháp trường, trận doanh sơn quỷ liền có ưu thế cường đại, còn sợ không cơ hội giết nguyên thủy thiên tôn sao. Bách vô cấm kỵ ở một bên khác mở bàn tay, tặc lưỡi nói. Thông minh, không hổ là được chính phủ coi là thiên tài phá phó bản, quả thật là đối thủ đáng sợ. Khi nói chuyện, lòng bàn tay hắn ngưng tụ ánh sáng xanh, xuất hiện một sa bàn rừng rậm phiên bản hơi thu nhỏ, không chút do dự kích hoạt. Sa bàn tán loạn thành ánh sáng nhỏ vụn, bao lấy quan nhã cùng nguyên thủy thiên tôn ngoài mười mấy mét, nhưng bóng dáng hai người cũng chưa biến mất, mà là tan vỡ giống như ảo ảnh. Nhìn thấy một màn này, âm si ở cửa miếu, cùng với một đám nghề nghiệp tà ác trong lòng rùng mình một giây sau âm si nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười lạnh nói ta ở trong miếu mà không chờ hắn làm ra phản ứng tầm mắt bỗng bắt đầu xoay tròn bầu trời mặt đất miếu đá như bánh xe xoay hiện lên trước mắt cuối cùng hắn thấy thân thể của mình đứng lặng ở cửa miếu cổ của thân thể trống rỗng dòng suối máu từ vết thương to bằng miệng bát phun trào ra phía sau là nguyên thủy thiên tôn cầm trong tay một con dao lưỡi mỏng sáng như tuyết ánh mắt hắn nhìn chéo xuống khóe miệng cong lên độ công tràn ngập trào phúng. Cứu, cứu. Cái đầu âm si dọc theo bậc đá lăn đi, miệng há hốc, sau đó động lại bất động, hào quang trong mắt tắt đi. Tập kích một tên nhạc sĩ, không chút khó khăn. Trương Nguyên Thanh đạp thân thể trước mặt một cước xuống khỏi bậc thang, cầm dao nhìn đám người A à nhất, cười khẩy nói, còn có thể truyền tống một lần nữa không? Đám người bắt vô cấm kỵ, nhóc mập nhíu nhíu mày, đã là cảm giác người này khó giải quyết đồng thời cũng cảm thấy bất mãn đối với thái độ kiêu ngạo của hắn. Trương Nguyên Thanh ngay từ đầu, mục tiêu truyền tống về chính là miếu sơn thần, hai người trên đất trống không phải là chân thân, mà là quỷ tân nương thi triển mỹ thuật. Mỹ thuật của quỷ tân nương là có thể giấu được huyện thuật sư, một điểm này trước đó trong trận chiến mai phục đã được nghiệm chứng. Trương Nguyên Thanh sở dĩ làm như vậy, chính là vì lừa ra đại chiêu của đối phương. Hắn đoán chắc đối phương sẽ lựa chọn sử dụng đạo cụ truyền tống, bởi vì trong đám nghề nghiệp tà ác này không thiếu người lý trí, trí tuệ. Tựa như không thành kế của Gia Cát Lượng, khi hắn dùng đến, đã đoán chắc tư mã ý sẽ trúng chiêu. Nếu đối diện là Trương Phi, Gia Cát Lượng khẳng định không dám làm màu thể hiện chỉ số thông minh. Sau khi pháp trận âm dương mở ra, mọi người đều sẽ bị nhốt ở trong trận pháp, duy trì 5 phút đồng hồ. Đạo cụ truyền tống tự nhiên cũng liền vô dụng. Nói tới, nếu không phải một người quả thật không chống đỡ được, Trương Nguyên Thanh là tính để lại một ngọc phù truyền tống. Bất đắc dĩ kẻ địch quá nhiều, hắn chỉ có thể mang hai tấm ngọc phù truyền tống còn lại chia cho quan nhã một tấm. Lão tài xế võ thuật chiến đấu mạnh vô địch, vừa có bộ trang bị tăng thêm, vừa có súng trường sức sát thương kinh người, chiến lực chỉnh thể cực kỳ đáng sợ. Chỉ có kéo theo cô, Trương Nguyên Thanh mới có lòng tin ngăn cản nhóm người này. Duy ngã độc tôn tiến lên trước vài bước, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật nhiều trò thông minh vặt nhưng bằng người cùng cô gái phía sau ngươi, tựa như không đủ để ngăn trở chúng ta. Lúc này, trận doanh sơn quỷ 22 linh cảnh hành giả, đã xác nhận trở về chỉ có nguyên thủy thiên tôn cùng cô gái còn lại mặc bộ trang bị kia. Trương Nguyên Thanh đánh giá vị cường giả xếp hạng nhất trong danh sách tán tu này, gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi là người của ám giả dạ mân côi. Duy ngã độc tôn gật đầu. Mà cửu lậu ngư cầm song đao cũng cười nói, ta cũng vậy chúng ta những người này lựa chọn ở lại trận doanh sơn quý đều là linh cảnh hành giả ám dạ mân côi bồi dưỡng lên tổ chức bảo chúng ta giết ngươi ta thích nhiệm vụ này có thể chiến đấu với ngươi loại cường giả này là chuyện rất thú vị hắn cầm song đao dẫn đầu khởi xướng công kích cửu lậu ngư chạy nhanh vài bước tung người nhảy lên nhảy về phía nguyên thủy thiên tôn đi xuống bậc thang đi về phía tảng đá một khắc nào đó hắn giơ cao song đao bóng dáng bay lên trời trùng điệp với trăng tròn tựa như tử thần trong đêm tối đoàn cửa miếu đá truyền đến tiếng súng nặng nề mạnh mẽ ánh lửa chợt lóe rồi biến mất mà cửu lậu ngư vung đao chém nguyên thủy thiên tôn bỗng nhiên rút sông đao về chém về phía trước mặt đinh đống lửa chợt lóe viên đạn bắn nhanh đến kia bị chém thành hai nửa phốc chốc hai tiếng đánh vào trong rừng phía sau mọi người vừa vặn cắm vào thân cây cửu lậu ngư chợt rơi xuống đất hai tay hổ khẩu nứt toát máu tươi dọc theo mu bàn tay chảy xuống từng giọt quan nhã cầm súng trường đi ở cửa miếu cô búi mái tóc thành đuôi ngựa hiên ngang trong đôi mắt lấp lánh như sóng mùa thu nhộn nhạo sát ý tuy là kẻ địch đối đầu sinh tử nhưng mỹ nhân chất lượng tốt như thế xuất hiện trước mắt vẫn làm mọi người cảm thấy kinh diễm lúc này trương nguyên thanh đã tới bên giày hậu thổ xỏ vào đạo cụ này hắn nhìn đám kẻ địch trận doanh sơn quỷ nói lấy năng lực cá nhân của ta đương nhiên ngăn không được các ngươi. Cho nên, ta trước tiên để lại đôi giày này ở đây. Nói xong, trong con người của hắn tràn ngập lên ánh sáng vàng như sương mù dày đặc, khí thế của hắn tức cao từng tầng, đột phá cảnh giới siêu phàm, áp sát thánh giả. Giày hậu thổ, sơn thân. Đạo cụ phẩm chất thánh giả này, có được bộ phận kỹ năng của sơn thần, có thể luyện hóa một khu vực, trở thành thần. Trong khu vực này, mà càng là núi sâu rừng già, sau khi luyện hóa, Lực lượng người đeo đạo cụ càng mạnh. Kích hoạt năng lực này trả giá là thời gian. Luyện hóa một khu vực cần thời gian. Cho nên Trương Nguyên Thanh ở lúc đến đỉnh núi, liền vụng trộn để lại đạo cụ này ở đất trống, sáng tạo thời gian cho nó. Hắn bây giờ không phải hành giả cảnh giới siêu phàm, mà là thánh giá cấp 4 yếu. Trương Nguyên Thanh nâng tay, ấn nhẹ một cái. Trọng lực mênh mông buông xuống, bao phủ đám người trận doanh sơn quỷ ở đây viễn thuật sư thể chất gầy yếu hai đầu gối mềm nhũng trực tiếp ngã ngồi xuống đất cảnh giới thánh giả không là tiếp cận cảnh giới thánh giả hắn thế mà có đạo cụ mạnh như vậy lại thêm bộ trang bị ngũ hành minh tặng cho trong lòng các hành giả trận doanh sơn quỷ thầm run sợ cảm giác có chút khó giải quyết nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha